chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng thưa quý vị hôm nay là thứ sáu 19 tháng 4 năm 2024 và sau đây là những bản tin trong ngày xin kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ khu vực Trung Đông do Thái tấn công Iran hãng thông tấn Fars của Iran vào ngày hôm nay 19 tháng 4 đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại phi trường ở thành phố Isfahan của Iran, nhưng nguyên nhân chưa được xác định ngay lập tức. Một số địa điểm nguyên tử của Iran nằm ở tỉnh Isfahan, trong đó có Natanz là trung tâm của chương trình làm giàu uranium của Iran. Iran đã tạm ngừng các chuyến bay qua một số thành phố, trong đó có thành phố Isfahan. Đài CNN đưa tin, một số chuyến bay đã phải chuyển hướng qua không phận của Iran. Phát ngôn viên của cơ quan không gian Iran là ông Hossein Dalian sau đó tuyên bố Iran đã bắn hạ một số máy bay không người lái, đồng thời khẳng định hiện nay không có cuộc tấn công nào bằng hỏa tiễn nhắm vào Iran. Theo hãng thông tấn AFP, trong khi đó thì quân đội Do Thái cho biết rằng họ không có lời bình luận nào vào lúc này sau những tin tức về các vụ nổ ở Iran như vừa kể trên. Tin tức về cuộc tấn công mới của Do Thái được đưa ra sau khi Ngoại trưởng của Iran là ông Hossein Amir Abdullahian vào ngày 18 tháng 4 cảnh báo rằng Iran sẽ khiến cho Do Thái hối hận nếu như Do Thái thực hiện cuộc tấn công để đáp trả cuộc tấn công của Iran vào cuối tuần qua. Một người đàn ông bị bắt vì đe dọa đánh bom lãnh sự quán Iran ở thành phố Paris. Cảnh sát của Pháp vừa phong tỏa lãnh sự quán Iran ở tại Paris và bắt một nghi phạm sau khi người này xâm nhập vào tòa nhà và dọa đánh bom tự sát. Nguồn tin an ninh của Pháp giấu tên cho biết là nhân chứng phát hiện ra người đàn ông tiến vào trong lãnh sự quán Iran ở tại Paris với vật thể nghi là lựu đạn hoặc là đai thuốc nổ vào sáng hôm nay theo giờ địa phương. Đơn vị cảnh sát tinh nhuệ đã có mặt ở hiện trường sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ lãnh sự quán. Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều cảnh sát, đặc nhiệm và hiến binh của Pháp đã được điều đến bên ngoài lãnh sự quán của Iran. Toàn bộ khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, trong khi công ty vận tải RATP thông báo đình chỉ hai chuyến tàu điện ngầm đi ngang qua điểm dừng ở gần tòa nhà. Giới chức cảnh sát Paris sau đó thông báo người đàn ông đã bị khống chế và áp giải ra khỏi lãnh sự quán Iran. Văn phòng công tố Paris nói rằng các cảnh sát đã khám xét và không phát hiện ra chất nổ ở trên người của nghi phạm hay là trong tòa nhà. Chưa rõ rằng sự việc có liên quan gì đến sự căng thẳng ở Trung Đông gần đây hay không. Nước Pháp đang tăng cường an ninh trong bối cảnh là Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Với sự tham gia của khoảng 14.500 vận động viên và chuyên gia thể thao cùng với hàng triệu du khách từ các nơi trên thế giới. Nước Pháp dự kiến đưa 45.000 cảnh sát, 20.000 nhân viên an ninh tư nhân và 15.000 binh sĩ quân đội mỗi ngày trong suốt 2 tuần diễn ra sự kiện. Hoa Kỳ bác bỏ nghị quyết công nhận Palestine là thành viên của Liên Hiệp Quốc 12 trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới đây đã ủng hộ cho dự thảo nghị quyết do Algeria đưa ra, đề nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hãy công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc. Thụy Sĩ và Anh Quốc bỏ phiếu trắng, còn Hoa Kỳ thì phản đối. Ông Robert Good là phó đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc phát biểu rằng Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai chính phủ. Và ông nói thêm rằng Hoa Kỳ vẫn giữ quan điểm Liên Hiệp Quốc không phải là nơi công nhận một chính phủ Palestine. Việc công nhận phải là kết quả từ một thỏa thuận hòa bình với do thái. Riêng ông Mahmoud Abbas là tổng thống của Palestine đã chỉ trích hành động của Hoa Kỳ, ông cho rằng đây là điều bất công, vô đạo đức và không chính đáng. Còn đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc là ông Riyad Mansour tuyên bố, việc nghị quyết này không được thông qua cũng sẽ không làm suy giảm quyết tâm của Palestine. Còn đại sứ Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc là ông Phu thì gọi đây là một ngày đáng buồn. Và sự kiện Hoa Kỳ bỏ phiếu phủ quyết là điều đáng thất vọng nhất. Trong khi đó, ông Isu Kass, là ngoại trưởng của Do Thái, đã hoan nghênh hành động của Hoa Kỳ. Đại sứ của Do Thái tại Liên Hiệp Quốc là ông Gila còn chỉ trích 12 thành viên ủng hộ cho dự thảo nghị quyết nói trên. Riêng ông Abbas từng nộp đơn xin cấp phát tư cách chính phủ thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 2011. Hội đồng Bảo an không phê chuẩn về điều này, nhưng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc một năm sau đó đã cấp phát quy chế quan sát viên cho Palestine. Để được công nhận là thành viên đầy đủ, thì trước hết, Palestine phải vượt qua cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có Hoa Kỳ là đồng minh thân thiết của Do Thái, và bốn nước ủy viên thường trực khác bao gồm Nga, Pháp, Anh Quốc và Trung Cộng đều có quyền phủ quyết. Tin báo của Nga dự tính ám sát tổng thống ukraine ở tại ba lan một người đàn ông ba lan vừa bị bắt với cáo buộc là chuyển những thông tin cho tình báo của nga lên kế hoạch ám sát tổng thống volodymyr zelensky ở tại ba lan thông báo từ các công tố viên ba lan cho biết người này tên là Pawel k nghi phạm tuyên bố là sẵn sàng hành động thay cho các cơ quan tình báo quân sự của nga và thiết lập liên lạc với các công dân nga có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến ở ukraine theo cáo buộc từ phía công tố ba lan Ukraine đã báo cho Ba Lan về ý định của nghi phạm và giúp cho nước này thu thập được bằng chứng cần thiết để chống lại Power -K. Công tố viên trưởng của Ukraine là ông Andriy Kostin tiết lộ rằng người này đã được giao nhiệm vụ thu thập các thông tin về an ninh ở tại sân bay Rezov, Jasionka ở phía đông nam của Ba Lan và sau đó cung cấp cho phía Nga. Tổng thống Zelensky thường xuyên đi, Nga, đi qua sân bay này trong các chuyến công du nước ngoài. Sân bay này cũng được sử dụng bởi các giới chức nước ngoài và các đoàn viện trợ tới Ukraine. Ông Kostin đã viết ở trên mạng xã hội X rằng, vụ việc lần này nhấn mạnh đến mối đe dọa dai dẳng mà Nga đã đặt ra, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với toàn bộ thế giới tự do. Hiện nay, Nga vẫn chưa bình luận gì về những thông tin nói trên. Nhà chức trách của Nga thỉnh thoảng cũng công bố các vụ bắt giữ những người bị cáo buộc là làm gián điệp cho Ukraine và phương Tây sau khi Nga xâm lăng Ukraine. Tiếp theo là liên quan tới vụ tấn công bằng dao tại nước Pháp gần với trường học khiến cho hai em học sinh bị thương. Các giới chức tại Pháp cho biết vừa xảy ra một vụ tấn công bằng dao gần một trường học ở miền đông của nước Pháp, khiến cho hai học sinh 6 tuổi và 11 tuổi bị thương. Bé gái 11 tuổi bị đâm bên ngoài trường học của em ở thị trấn Saffer Guadiusium, ngoài ô của thành phố Strasbourg. Trong khi đó, bé gái 6 tuổi cũng bị nghi can này tấn công gần trường học của em. Cảnh sát Pháp cho hay hai trường hợp này đều bị thương nhẹ và đã được đưa tới Bệnh viện Nhi Đồng cảnh sát đã bắt giữ kẻ tấn công. Người này sinh năm 1995. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, nghi phạm này không có bất kỳ mối liên lạc nào với các phần tử cực đoan, cũng như không có liên quan tới ngôi trường nói trên. Giới hữu trách tại Pháp đang tiếp tục điều tra. Vụ tấn công này xảy ra vào thời điểm Thủ tướng của Pháp là ông Gabriel Attal công bố hàng loạt các biện pháp nhằm trấn áp tình trạng bạo lực do học sinh gây ra đối với bạn bè cùng trang lứa. Một nghiên cứu mới đây của Viện Dân Chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế cho thấy là sự hoài nghi rộng rãi về tự do và công bằng. Trong các cuộc bầu cử chính trị ở tại 19 quốc gia, bao gồm có cả nền dân chủ lớn nhất thế giới. Nghiên cứu này cũng phát hiện một xu hướng ủng hộ các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, không theo chủ nghĩa dân chủ. Phúc trình của Viện Dân Chủ và Hỗ trợ Bầu cử là một tổ chức gồm có 35 thành viên thúc đẩy dân chủ toàn cầu, đã chỉ ra rằng các thể chế dân chủ không đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Cuộc khảo sát có sai số từ 2 đến 4 điểm đã được thực hiện qua điện thoại hoặc là mạng lưới điện toán bởi YouGov và Geopol. Kết quả cho thấy là chỉ có một số ít cử tri ở tại 17 quốc gia hài lòng với chính phủ của họ. Đặc biệt ở tại Ấn Độ và Tanzania có sự ủng hộ đáng kể cho nhà lãnh đạo mạnh mẽ, không cần quan tâm đến quốc hội hay bầu cử. Chỉ có 4 quốc gia cảm thấy rằng lãnh đạo hiện nay đang cải thiện kinh tế so với người tiền nhiệm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người nghèo nhất ở tại một số quốc gia có xu hướng ủng hộ chính sách của chính phủ hơn. Về hệ thống tư pháp thì chỉ có Đan Mạch là quốc gia mà đa số cư dân tin tưởng vào sự công bằng của tòa án. Viện Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế thành lập năm 1995 nhấn mạnh đến sự cần thiết về hiểu rõ sự khác biệt giữa đánh giá và thái độ của các nhóm liên quan đến dân chủ là một yếu tố quan trọng nhưng lại thường bị bỏ qua. Nghiên cứu này là bước đầu tiên trong việc đánh giá nhận thức về tương lai của nền dân chủ. Trở lại với châu Âu, thành phố Amsterdam của Hòa Lan cấm xây khách sạn mới do lo ngại số lượng du khách đến đây quá đông. Thành phố Amsterdam vừa cấm xây dựng các tòa khách sạn mới nhằm ngăn chặn tình trạng du khách kéo đến đây ồ ạt. Thông báo mới này của chính quyền Amsterdam nêu rõ quyết định nói trên nhằm duy trì môi trường sống ổn định cho người dân và cả du khách. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không còn tình trạng du khách đến đây quá đông đúc và không có khách sạn mới cũng như không quá 20 triệu lượt du khách tới đây lưu trú qua đêm tại khách sạn mỗi năm. Chỉ khi có khách sạn cũ nào đóng cửa thì mới được phép xây thêm khách sạn mới với số lượng tương ứng cùng các điều kiện gồm số phòng lưu trú qua đêm không tăng lên và khách sạn mới phải tốt hơn. Quy định không áp dụng đối với các khách sạn mới đã được cấp giấy phép xây dựng. Mỗi năm thành phố Amsterdam tiếp đón hàng triệu lượt du khách trong thời gian qua, chính quyền thành phố đã tìm các biện pháp để giới hạn số du khách đến đây để tránh tình trạng thành phố quá đông người. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Ngoại trưởng Antony Blinken đã liên tục từ chối xác nhận thông tin về cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran sáng ngày hôm nay, khẳng định rằng Hoa Thịnh Đốn không tham gia bất kỳ hoạt động tấn công nào và cam kết giảm đi căng thẳng trong khu vực trong cuộc họp báo tổng kết cuộc họp của các ngoại trưởng khối G7 ở trên đảo Capri nằm về phía nam của nước Ý, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho hay là sẽ không phát biểu gì về vấn đề đó. Theo Reuters, Ngoại trưởng Hoa Kỳ liên tục lặp lại câu trả lời tương tự gần như là nguyên văn khi ông được hỏi về vấn đề này nhiều lần ở tại buổi họp báo. Và cũng tại một buổi họp báo riêng rẽ, Ngoại trưởng Ý là ông Anthony Tanjani cho biết Hoa Kỳ đã được thông báo vào phút cuối theo CNN, số giới chức Hoa Kỳ từng cho biết họ đã nhận được cảnh báo từ phía Israel về kế hoạch không tán thành và cũng không lên án cuộc phản công. Mà thay vào đó thì họ tìm cách làm rõ sự lựa chọn là của một mình phía bên Do Thái quyết định. Tổng thống Joe Biden yêu cầu kiềm chế trong cuộc điện đàm gần đây với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nói rằng các cuộc phản công có thể là không cần thiết bởi vì đã đánh chặn được thành công tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, không nhiều giới chức của tòa Bạch Ốc thì tin rằng Israel sẽ ám án binh bất động. Phía Hoa Kỳ đã yêu cầu phía Israel phải cảnh báo trước về kế hoạch này. Thành phố San Francisco kiện thành phố Oakland vì đổi tên phi trường gây ra sự nhầm lẫn. Thành phố San Francisco vừa đệ đơn khởi kiện thành phố Oakland về kế hoạch của Oakland đổi tên phi trường Oakland trở thành phi trường quốc tế Oakland vùng vịnh San Francisco với lý do Tên mới có thể gây nhầm lẫn cho du khách và ảnh hưởng tới danh tiếng cũng như kết quả kinh doanh của phi trường quốc tế San Francisco vốn đã có từ lâu. Vụ kiện này yêu cầu tòa án phải ngăn chặn kế hoạch và phán quyết rằng việc thay đổi tên mới vi phạm tới nhãn hiệu đã ghi danh của phi trường San Francisco. Quyết định nói trên được đưa ra sau khi thành phố Auckland thông báo vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, họ đổi tên phi trường Auckland để thu hút kinh doanh cũng như làm rõ vị trí địa lý cho du khách không quen thuộc với khu vực vùng vịnh. Đề nghị của thành phố Auckland đã gặp phải sự phản đối từ chính quyền và giới kinh doanh của San Francisco cùng với San Mateo, trong khi một số tổ chức ở phía đông vùng vịnh và một số hãng hàng không lại ủng hộ. Luật sư của thành phố San Francisco là ông David Chiu đã cảnh báo về một vụ kiện nếu kế hoạch đổi tên được thực hiện, mặc dù ủy ban của thành phố Oakland đã phê chuẩn tên mới vào ngày 11 tháng 4 vừa qua. Vụ kiện này cũng nhấn mạnh rằng việc đổi tên có thể gây hại cho ngành du lịch của cả khu vực do sự nhầm lẫn và sự xáo trộn của du khách, cùng với các chuyên gia pháp lý tin rằng vụ kiện của thành phố San Francisco có cơ sở pháp lý vững chắc. Phía Oakland thì cho rằng tên mới chỉ mô tả địa lý và không vi phạm nhãn hiệu. Phát ngôn viên của phi trường Oakland là ông Robert Bernardo khẳng định rằng việc đổi tên không liên quan tới San Francisco và Oakland nằm trên vịnh San Francisco là một thực tế địa lý không thể phủ nhận. Quy định cấm ghi hình hiện nay đang gây tranh cãi trong phiên tòa xét xử ông Donald Trump. Trong bối cảnh lịch sử đó là khi mà một cựu tổng thống Hoa Kỳ bị truy tố và xét xử, thì quy định cấm ghi hình ở tại tòa án của tiểu bang New York đang gây ra tranh cãi. Quy định này ngăn cản công chúng theo dõi sát sao quá trình xét xử bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 ở tại tòa hình sự của Manhattan và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 6. Luật này có nguồn gốc từ một quy định gần 100 năm trước được áp dụng sau phiên xử Bruno Richard Hoffman vào năm 1935 khi mà sự hiện diện của truyền thông đã gây ra hỗn loạn. Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ sau đó đã cấm ghi hình và phát thanh trực tiếp ở trong tòa án để bảo vệ tôn nghiêm và tránh hiểu lầm cho công chúng. Tuy nhiên quy định này đã trở nên lỗi thời khi nhiều tiểu bang ở Mỹ đã nới lỏng và cho phép máy quay được quay lại tòa án. Mặc dù có sự thay đổi nhưng New York vẫn duy trì lệnh cấm và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Thượng nghị sĩ của tiểu bang New York là Brad Hoyman Signal đã chỉ trích quy định này và ủng hộ một dự luật cho phép thẩm phán quyết định về việc ghi hình. Tuy nhiên dự luật vẫn chưa được thông qua. Trong khi đó, các phóng viên chỉ có thể thuật lại diễn biến phiên tòa và không có hình ảnh trực tiếp, khiến cho công chúng không thể biết chính xác những gì đang xảy ra ở bên trong tòa xử. Sự kiện này đã làm dấy lên lo ngại về việc công chúng không được chứng kiến một trong những phiên xét xử quan trọng nhất của lịch sử hiện đại. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Ông Donald Trump không đủ sức để trì hoãn vụ kiện liên quan tới vụ bạo loạn tại điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cựu tổng thống Donald Trump không thành công trong việc trì hoãn các vụ kiện dân sự cáo buộc là ông đã kích động vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Thẩm phán Amit Mehta tại thủ đô Washington đã từ chối lời yêu cầu của luật sư của ông Trump về việc tạm ngừng các vụ án trong thời gian diễn ra vụ án hình sự liên quan tới cáo buộc là ông Trump đã can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Các vụ kiện dân sự được đưa ra bởi các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ và cảnh sát bảo vệ cho Điện Capitol, yêu cầu phải bồi thường cho sự thiệt hại phải gánh chịu trong cuộc tấn công nói trên. Ông Trump tuyên bố rằng ông không thể bị kiện và những lời nói của ông trước vụ tấn công thuộc phạm vi quyền miễn trừ của Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm liên bang Washington đã phán quyết vào tháng 12 năm ngoái cho rằng các vụ kiện có thể tiếp tục đồng thời bác bỏ quyền miễn trừ của Tổng thống của ông Trump. Thẩm phán Meda được cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm nhấn mạnh sự quan tâm của công chúng đối với việc giải quyết nhanh chóng các vụ kiện và khả năng áp dụng các biện pháp bảo vệ để không vi phạm quyền của ông Trump theo tu chánh án thứ năm của Hoa Kỳ. Riêng tối cao pháp viện sẽ xem xét các tranh luận của cố vấn đặc biệt Jack Smith về việc ông Trump không bị truy tố hình sự trong vụ can thiệp cuộc bầu cử Phán quyết này sẽ quyết định liệu ông Trump có phải đối diện với tòa án trong vụ án cáo buộc là ông Trump đã âm mưu giữ quyền lực sau khi thất cử hay không. Đây là một trong những vụ án hình sự riêng biệt mà ông Trump đang phải đối diện. Bên cạnh vụ án liên quan tới số tiền bịt miệng trong chiến dịch tranh cử năm 2016 đang được giải quyết tại New York. Tại một phiên điều trần ở Quốc hội Washington DC, các người tố cáo từ Boeing đã đưa ra cáo buộc rằng công ty đã đặt lợi nhuận lên trên an toàn. Kỹ sư Sam Sapor và kỹ sư Ed Pearson đã làm chứng nói rằng công ty bỏ qua các khiếm khuyết sản xuất và áp lực lên nhân viên để giữ im lặng. Salespool tuyên bố rằng quản lý Boeing khuyến khích bỏ qua các lỗi đáng kể ở trong sản phẩm và áp dụng biện pháp cắt giảm vào quy trình sản xuất, đặc biệt là với dòng máy bay 787 Dreamliner. Ông cũng cho biết là đã chứng kiến cảnh mà công nhân nhảy lên các bộ phận của máy bay để căn chỉnh chúng. Việc là giám đốc điều hành của The Foundation for Aviation Safety, cảnh báo về tình trạng sản xuất thiếu kiểm soát an toàn, dẫn đến những thảm họa liên quan đến dòng máy bay 737 MAX và các tai nạn khác. Cả hai người tố cáo đều chỉ trích Boeing bởi vì đã phớt lờ các vấn đề an toàn. Cơ quan hàng không liên bang đã bắt đầu điều tra chi tiết sau các cáo buộc. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Ron Johnson đã yêu cầu Boeing phải cung cấp tài liệu liên quan và kỳ vọng là Tổng giám đốc David Cahill sẽ xuất hiện để trả lời trong các phiên điều trần kế tiếp. Boeing đã phủ nhận các cáo buộc và bảo vệ tính an toàn của sản phẩm, khẳng định rằng thử nghiệm và kiểm tra đã không phát hiện ra dấu hiệu yếu, chịu lực hoặc là nứt ở trong các tấm ghép của máy bay 787. Công ty cũng tuyên bố là đã cải thiện chất lượng sản xuất ở dưới sự giám sát của FAA và khẳng định rằng máy bay 787 có thể hoạt động an toàn trong ít nhất là 30 năm trước khi cần phải bảo dưỡng khung máy bay mở rộng. Điều này cho thấy một cuộc đối đầu giữa các cáo buộc từ người tố cáo và phản hồi chính thức từ phía Boeing. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Có 12 người gốc Việt bị bắt giữ trong một vụ phá vỡ đường dây trộm cắp bán lẻ ở thành phố San Jose, Cảnh sát phía nam của Vịnh San Francisco vừa mới phá vỡ một đường dây trộm cắp bán lẻ và bắt giữ 13 nghi can, trong đó có tới 12 người gốc Việt. Và cảnh sát đã thu hồi số hàng hóa trị giá khoảng 150.000 Mỹ Kim bị đánh cắp. Sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát với Home Depot đã giúp thu hồi 110.000 Mỹ Kim hàng hóa từ nhà bán lẻ này và thêm 40.000 Mỹ Kim từ các tiệm khác như là Target và Macy's. Các nghi can bị bắt giữ gồm có Đức Nguyễn, Hòa Nguyễn, Phước Nguyễn và nhiều người khác. Họ phải đối mặt với cáo buộc là trộm cắp và tàn trữ tài sản bị đánh cắp. Lệnh khám xét tại hai căn nhà ở thành phố San Jose vào ngày 9 tháng 4 đã dẫn tới việc thu giữ hàng hóa cũng như bắt giữ các nghi phạm nói trên. Đức Nguyễn là một trong những người bị bắt, cũng bị buộc tội trong các vụ án khác bao gồm bắt cóc và tra tấn cũng như tấn công bằng vũ khí chết người. Giới hữu trách cũng khẳng định sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân là phương tiện hiệu quả để phá vỡ hoạt động của các đường dây trộm cắp có tổ chức. Hàng hóa bị thu hồi sẽ được trả lại cho các công ty bị ảnh hưởng. Đây là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại bọn tội phạm bán lẻ tại khu vực này. Cơ quan hàng không Hoa Kỳ cho phép Alaska Airlines được nối lại hoạt động bay Cơ quan hàng không liên bang vừa quyết định cho phép hãng hàng không Alaska Airlines nối lại hoạt động bay sau khi giải quyết được vấn đề về hệ thống tính toán trọng lượng, cân bằng và trọng tâm của máy bay. Cơ quan hàng không liên bang đưa ra quyết định này sau khi yêu cầu Alaska Airlines tạm ngừng cất cánh các chuyến bay trong khoảng một giờ. Yêu cầu này được áp đặt đối với tất cả các chuyến bay của hãng này cũng như là của Horizon Air. Hãng này không hãng hàng không với quy mô nhỏ hơn cũng thuộc về sở hữu của Alaska Air, đó là Alaska Air Group. Tuy nhiên, các chuyến bay của hãng hàng không SkyWest là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không ở trong khu vực cho Alaska Airlines và những hãng khác không thuộc về duyện phải tuân thủ đề nghị dừng bay của cơ quan hàng không liên bang. Theo thông báo của Alaska Airlines, việc tạm ngừng bay là do trục trặc khi tiến hành nâng cấp hệ thống tính toán trọng lượng, cân bằng và trọng tâm máy bay. Cơ quan hàng không liên bang đã gỡ bỏ đề nghị dừng cất cánh sau khi hãng này giải quyết được vấn đề nói trên. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Pakistan chặn đứng một vụ đánh bom tự sát nhắm vào đoàn xe chở người nước ngoài. Cảnh sát tại Pakistan cho hay, vào sáng hôm nay, 19 tháng 4, lực lượng an ninh tại thành phố Karachi, miền nam của Pakistan, đã hạ sát hai phần tử khủng bố sau khi các nghi phạm này tấn công một đoàn xe chở người nước ngoài. Theo nguồn tin kể trên, thì sự việc xảy ra khi một người dự tính đánh bom tự sát cùng với hai tay súng tấn công đoàn xe chở năm công dân nhật bản tại khu vực mansea thuộc thị trấn lani ở vùng karachi cảnh sát pakistan đã nổ súng ngăn chặn kịp thời vụ tấn công này sự việc đã khiến cho ba người bị thương trong đó hai nhân viên an ninh các lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt và đã đưa năm công dân nhật bản kia tới những nơi an toàn biệt đội rà phá bom mìn đã phát hiện vũ khí cũng như lựu đạn trong người những kẻ khủng bố Vụ tấn công này không gây thiệt hại đáng kể do trái bom chưa được kích nổ. Theo các giới chức của Pakistan, có người đã bỏ chạy khi cảnh sát nổ súng và lực lượng an ninh đang truy tìm kẻ này. Hiện nay chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm của vụ tấn công nói trên. Bắc Hàn phát hành bài hát mới ca ngợi Kim Jong-un. Hôm nay, Bắc Hàn đã cho phát hành một bài ca mới, ngợi ca nhà lãnh đạo Kim Jong-un là người cha gần gũi và nhà lãnh đạo vĩ đại. Theo Reuters, bài hát mới này được phát sóng ở trên đài truyền hình trung ương của Bắc Hàn với sự góp mặt từ trẻ em cho đến binh sĩ và nhân viên y tế. Tất cả đều hòa hướng hát những câu ca ngợi như là hãy hát lên nhà lãnh đạo vĩ đại Kim Jong Un, hãy tự hào về người cha gần gũi Kim Jong Un. Buổi biểu diễn được Kim theo dõi và phát sóng ở trên truyền hình Bắc Hàn là một phần của buổi chúc mừng hoàn thành 10.000 ngôi nhà mới. Việc phát hành bài hát mang tự đề Người cha gần gũi cùng với một số hành động khác gần đây đã khiến cho giới quan sát suy đoán rằng đây là một phần ở trong nỗ lực để củng cố vị thế của nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Gần đây, thay vì gọi kỷ niệm ngày sinh nhật của nhà sáng lập Cộng hòa Nhân chủ Nhân dân Bắc Hàn là Kim Nhật Thành, là ngày mặt trời, thì truyền thống Bắc Hàn truyền sang gọi là ngày lễ tháng Tư, vốn mang ý nghĩa trung lập hơn. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu, gần một nửa số các thành phố lớn tại Trung Cộng đang bị chìm dần. Gần một nửa số các thành phố lớn tại Trung Cộng với dân số vào khoảng 270 triệu người đang bị chìm dần và những vùng ven biển phải đối diện với nguy cơ bị ngập lụt. Mực nước biển thì dâng cao. Lời cảnh báo này được đưa ra trong một cuộc nghiên cứu được công bố trên chuyên sang Science vào ngày 19 tháng 4. Theo hãng tin Reuters, các tác giả nghiên cứu phát hiện ra rằng 45% các vùng đô thị tại Trung Cộng đang bị sụt lún xuống nhanh hơn 3 mm mỗi năm, trong đó 16% số diện tích có tốc độ bị sụt lún hơn 10 mm mỗi năm. Nguyên nhân của tình trạng này là do lượng nước ngầm giảm đi và do sức nặng của các công trình được xây dựng bên trên một nhà nghiên cứu có tên là Aos Yurui tại trường đại học sư phạm Hoa Nam là trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng với dân số của thành thị tại Trung cộng vượt mức 900 triệu người, một phần nhỏ diện tích đất đai bị sụp lún cũng gây đe dọa lớn cho cuộc sống của vùng đô thị. riêng thành phố Thiên Tân với hơn 15 triệu người ở gần thủ đô Bắc Kinh được xác định là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Vào hồi năm ngoái, 3.000 cư dân ở đây đã phải di tản sau một thảm họa địa lý bất thường mà các nhà điều tra cho là do bị cạn kiệt nguồn nước, cũng như việc xây dựng các giếng địa nhiệt. Tình trạng sụt lún đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ 40 triệu Mỹ Kim mỗi năm cho Trung Cộng và trong vòng 100 năm tới, gần một phần tư đất đai ven biển có thể bị sụt lún thấp hơn mực nước biển, khiến cho hàng trăm triệu người phải đối diện với nguy cơ lớn hơn về tình trạng ngập lụt. Giới chức Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn cam kết theo dõi chặt chẽ về các diễn biến trên thị trường ngoại hối, hướng tới một nền kinh tế bền vững, tăng trưởng, ổn định về tài chính và các mục tiêu khác như là xây dựng chuỗi cung ứng có sức chống chịu rủi ro cao. Đó là nội dung tuyên bố chung đã được đưa ra sau cuộc làm việc của bộ trưởng tài chính của ba nước ở Hoa thịnh đốn, diễn ra bên lề của hội nghị mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tại buổi làm việc, bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ, bà Janet Yellen, nhấn mạnh đến sự tăng cường hợp tác ba bên trong các vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới, như là củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đề cập tới hợp tác hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương phát triển về kinh tế. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản là ông Suzuki bày tỏ Nhật Bản mong muốn duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, phản ảnh các nguyên tắc cơ bản và nước này sẽ có các phản ứng phù hợp với những diễn biến tiền tệ bất thường. Bộ trưởng Tài chính Nam Hàn là Choi Sang-mok đánh giá về sự hợp tác ba bên ngày càng sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng phó với các bất ổn tài chính có thể nảy sinh từ những biến động kinh tế và sau khi phải đối mặt với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch và sự phân mảnh về địa chính trị. Các bộ trưởng cũng thảo luận về việc dòng nội tệ của Nhật và Nam Hàn lần lượt là đồng yên và đồng won đã bị mất giá so với đồng Mỹ Kim của Mỹ trong thời gian gần đây. Bức hình một phụ nữ ở giải Gaza ôm thi thể của đứa cháu gái đoạt giải thưởng hình ảnh báo chí thế giới. Bức hình cô Inas Abu Mama ôm thi thể của đứa cháu gái 5 tuổi bị thiệt mạng do cuộc tấn công của Do Thái ở giải Gaza đã giành được giải thưởng hình ảnh báo chí thế giới năm 2024 Bức hình do phóng viên Mohammed Salem của hãng tin Reuters chụp được tại một bệnh viện ở Nasser thuộc thành phố Khan Yunis của miền nam của giải Gaza vào hôm 17 tháng 10 năm ngoái, tức là 10 ngày sau khi Do Thái mở chiến dịch đáp trả phe Hamas. Trong bức hình này, cô Inas Abu Banma, 36 tuổi, đang gục đầu và ôm chặt thi thể của đứa cháu gái có tên là Sally, 5 tuổi, được bọc kín trong một tấm vải trắng ở nhà xác của bệnh viện. Cô bé Sauli cùng với mẹ và chị gái của cô bé bị thiệt mạng sau khi hỏa tiễn của Do Thái đánh trúng căn nhà của họ ở thành phố Khan Yunis. Phóng viên Salem cho hay anh cảm thấy bức hình đã phản ánh những gì đang xảy ra ở giải Gaza sau khi bức hình đoạt được giải Hình ảnh Báo chí Thế giới năm 2024. Theo bà Fiona Shiu là chủ tịch ban giám khảo thì bức hình đã gây ra tác động rất sâu sắc bởi vì Bức hình này mang thông điệp cả nghĩa đen và cả nghĩa bóng về nỗi sợ hãi cũng như sự vô nghĩa của chiến tranh. Hơn 6 tháng kể từ khi chiến sự bùng phát, đã có 33.970 người bị thiệt mạng ở giải Gaza, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, cũng đã có gần 77.000 người bị thương nhiếp ảnh gia lian owey đến từ nam phi giành được giải thưởng câu chuyện của năm với bức hình một gia đình ở madagascar chăm sóc người thân lớn tuổi mắc chứng bị mất trí bàn giám khảo cho biết rằng câu chuyện này đề cập tới vấn đề sức khỏe toàn cầu thông qua lăng kín của gia đình và sự chăm sóc còn nhiếp ảnh gia người Venezuela có tên là Alessandro Cosega giành được giải thưởng dự án dài hạn với những bức hình về những người di cư và người xin tị nạn đang cố gắng vượt qua biên giới phía Nam giữa Mexico và Hoa Kỳ. World Press Photo là có trụ sở tại Amsterdam, thủ đô của Hòa Lan, được thành lập vào năm 1955 là đơn vị tổ chức cuộc thi hình ảnh báo chí thế giới thường niên để vinh danh các tác phẩm hình ảnh, phóng sự cũng như hình ảnh tư liệu xuất sắc nhất trong năm. Nam Hàn đặt mục tiêu xuất cảng vũ khí 20 tỷ mỹ kim trong năm nay. Chính phủ Nam Hàn cho biết họ đã đạt được mục tiêu xuất cảng vũ khí đạt được 20 tỷ mỹ kim trong năm nay, bao gồm cả việc bán máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 cho các thị trường mới nổi. Thông báo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Nam Hàn nêu rõ, mục tiêu trên đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ so với mức 14 tỷ mỹ kim đạt được vào năm ngoái trong chuyến thăm trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Nam Hàn ở thành phố Seichon thuộc Việt tỉnh Khum Sang. Bộ trưởng Công nghiệp Anduk Kiyun cho rằng lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đang nổi lên như là một lĩnh vực xuất cảng nổi bật mới hỗ trợ cho nền kinh tế. Chính phủ Nam Hàn sẽ chủ động làm việc với các tổ chức có liên quan để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm là bỏ vào ít nhất là khoảng 7.23 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ thương mại. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Nam Hàn, thì chính phủ cũng có kế hoạch cung cấp 21 triệu Mỹ Kim để đang đa dạng hóa các mẫu máy bay FA-50 nhằm mở rộng sự hiện diện của dòng máy bay tấn công hạng nhẹ này ở trên toàn cầu, và đồng thời thúc đẩy doanh số bán các loại máy bay khác, trong đó có trực thăng khu số 1 Surian và máy bay chiến đấu FK-KF-21. Tuy đến từ Campuchia cho hay, các công ty của Trung Cộng tháo chạy bỏ lại 500 dự án ma tại thành phố Sihanoukville. Các công ty của Trung Cộng tháo chạy khỏi Cambodia sau đại dịch Covid-19 và đã bỏ lại hàng trăm dự án ma đang xây dựng gian dở tại thành phố này. Năm 2019 là thời điểm thị trường bất động sản tại Cambodia bùng nổ mạnh mẽ, khi đó, một số công ty của Trung Cộng đã đặt vấn đề về việc xây dựng các tòa nhà chung cư cao tới 10 tầng trên các khu đất trống rộng khoảng 750 m2 mỗi khu. Với lời hứa là các tòa nhà sẽ được hoàn tất vào năm 2021, cùng với mức giá cho thuê lên tới 5.000 Mỹ Kim mỗi tháng. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng nổ, các công ty của Trung Cộng tháo chạy ra khỏi Campuchia và cho biết rằng họ không thể tiếp tục hợp tác được nữa. Không những thế, thành phố Sihanoukville hiện nay có rất nhiều những dự án đang xây gian dở. Theo thống kê từ chính quyền, thành phố Sihanoukville có khoảng 360 tòa nhà chưa hoàn tất và có khoảng 170 tòa nhà khác đã hoàn tất thế nhưng vẫn còn bị để trống. Với vị trí đắc địa nằm bên Vịnh Thái Lan, Sihanoukville trở thành một trong những điểm đến hàng đầu thu hút làn sóng đầu tư từ Trung Cộng trong giai đoạn từ năm 2010. Thậm chí nơi đây còn được mệnh danh là Macau thứ hai với hàng chục sòng bài mọc lên. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể so, kể từ sau đại dịch Covid-19. Theo nhật báo Nikkei Asia, Cambodia phụ thuộc nặng vào nguồn vốn đầu tư đến từ Trung Cộng. Trong năm 2022, Hội đồng Phát triển của Cambodia đã phê chuẩn khoản đầu tư nước ngoài trị giá 1 tỷ 900 triệu Mỹ Kim, trong đó 90% đến từ Trung Cộng. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Việt Nam thu nhập thấp, thu nhập hơn 300 Mỹ Kim mỗi tháng là diện dầu. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp trong năm tài chính 2024, với tổng thu nhập quốc dân đầu người là từ 1.136 đến, đến 4.465 Mỹ Kim trong mỗi năm. Tổng thu nhập quốc dân đầu người của Việt Nam vào năm 2022 là 4.010 Mỹ Kim một năm, tăng đáng kể so với 220 Mỹ Kim vào năm 1989. Điều này đánh dấu sự tiến bộ từ một quốc gia thu nhập thấp lên thu nhập trung bình thấp. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6, Singapore, Brunei, Mã Lai, Thái Lan và Indonesia, nhưng cao hơn Philippines, Lào, Campuchia và Miến Điện. Trung Quốc với tổng thu nhập quốc dân đầu người là 12.850 Mỹ Kim, thuộc về nhóm thu nhập trung bình cao. Một khảo sát của cơ quan thống kê Việt Nam cho thấy, người có thu nhập trên 300 Mỹ Kim một tháng được coi như là giàu có. Thu nhập bình quân toàn quốc là hơn 183 Mỹ Kim trong một tháng, cao hơn mức chi tiêu trung bình trên cả nước. Sự chênh lệch này phản ảnh mức độ phân hóa thu nhập giữa chi tiêu của các nhóm dân số và giữa thành thị và nông thôn. Điều này cũng cho thấy là mức thu nhập dầu ở Việt Nam vẫn còn thấp hơn so với các chuẩn mực quốc tế. Ngân hàng của chính phủ Việt Nam bán đồng Mỹ Kim để can thiệp vào tỷ giá hối đoái. Vào ngày hôm nay 19 tháng 4, Ngân hàng của chính phủ Việt Nam bắt đầu bán đồng Mỹ Kim để can thiệp vào thị trường, đồng thời trợ giúp cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ xuống dưới con số âm và nhu cầu mua tiền của dân chúng. Hành động này được đưa ra trong lúc tỷ giá tăng mạnh, lên tới hơn 5% kể từ đầu năm cho tới nay. Giới hữu trách tại đây cho hay, việc can thiệp này nhằm giải tỏa tâm lý của thị trường, khơi thông nguồn cung ứng và bảo đảm thanh khoản ngoại tệ. Bên mua thường là các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ rơi vào con số âm, với mức bán tối đa cho mỗi ngân hàng đủ để đưa trạng thái trở về mức cân bằng. Giá bán can thiệp là 25.450 đồng Việt Nam đổi lấy được 1 đồng Mỹ kim, tức là thấp hơn mức giá vào hôm nay là 23 đồng. Tại cuộc họp báo của chính phủ đầu tháng 4, Phó thống đốc ngân hàng của chính phủ Việt Nam cho biết như sau: lượng ngoại hối dự trữ của Việt Nam vào khoảng 100 tỷ Mỹ kim vào cuối năm ngoái. Còn giám đốc khối đầu tư của Dragon Capital cho rằng áp lực tăng tỷ giá đến từ sự chênh lệch về phân lời giữa đồng tiền của việt nam và đồng mỹ kim bên cạnh đó là sự biến động của thị trường vàng bạc cũng như đà tăng trưởng của tiền kỹ thuật số mặc dù có biến động mạnh thế nhưng đồng tiền của việt nam vẫn bị mất giá chậm hơn so với nhiều đồng tiền trong khu vực ngân hàng của chính phủ đang theo sát diễn biến tỷ giá để áp dụng các biện pháp giải tỏa áp lực của thị trường hiện nay Ngân hàng nhà nước Việt Nam đấu thầu vàng miếng, sẵn sàng can thiệp vào biến động thị trường. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thông báo là sẽ tổ chức đấu giá vàng miếng để tăng nguồn cung cho thị trường và đồng thời khẳng định sẵn sàng can thiệp nếu như tỷ giá có biến động bất lợi. Đây là hành động đầu tiên sau hơn một thập niên mà giá vàng tăng cao và tiền đồng bị mất giá. Vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối là Đào Xuân Tuấn cho biết, ngân hàng nhà nước đã sản xuất và có sẵn vàng ở trong kho, sẽ thông báo về kế hoạch đấu thầu đến những tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có đủ điều kiện. Phiên đấu thầu dự kiến diễn ra vào thứ Hai ngày 22 tháng 4. Sẽ có 16.800 lượng vàng miếng SJC được đem ra để đấu thầu, với giá tham chiếu là 3.200 Mỹ Kim cho một lượng. Giá vàng đã tăng mạnh do căng thẳng quốc tế và nhu cầu vàng ở Việt Nam vẫn cao, mặc dù có sự chênh lệch lớn so với giá quốc tế. Giá vàng ở Việt Nam đã đạt được mức cao nhất của mọi thời đại là 3.293 Mỹ Kim cho một lượng vào ngày 19 tháng 4. Trong khi đó, tiền đồng mất giá là khoảng 4.9% so với đầu năm. Ngân hàng nhà nước khẳng định là sẽ can thiệp nếu cần. Thủ tướng Việt Nam đã chỉ đạo ngân hàng nhà nước ổn định thị trường vàng và giải quyết chênh lệch giá vàng ở trong nước so với giá quốc tế. Ngân hàng nhà nước cũng đang xem xét sửa đổi nghị định 24 năm 24 của năm 2012 về kinh doanh vàng để phản ánh tình hình hiện tại và chống vàng hóa kinh tế. Hành động này để nhằm ổn định thị trường vàng và bảo vệ cho nền kinh tế quốc gia. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Một chiếc tàu chở theo 42 du khách nước ngoài đụng phải một chiếc phà trên sông Tiền. Vào khoảng 6 giờ tối ngày 19 tháng 4, một chiếc tàu du lịch mang dòng chữ Hàng Châu Tourist Express chở theo nhiều du khách nước ngoài từ Phnom Penh của Campuchia tới Châu Đốc, An Giang đang chạy trên sông Tiền. Khi đến địa phận xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, cách Campuchia khoảng một cây số, thì chiếc tàu này đụng phải một chiếc phà chở khách chạy ngang qua tai nạn đã khiến cho mũi phà đụng vào giữa mạng tàu du lịch, làm bể một mạng lớn. Một số du khách đứng gần chỗ bị va chạm đã bị chấn thương mạnh và ngã ra sàn. Trong đó, một nam hướng dẫn viên 36 tuổi quê ở thị xã Tân Châu bị đứt lìa cánh tay phải và bị gãy hai chân. Còn hai nam du khách người Đức và người Pháp 57 và 67 tuổi thì bị gãy chân trái do bị thủng nhiều chỗ cho nên chiếc tàu du lịch bị nước tràn vào có nguy cơ bị chìm một số du khách được các tài công và người dân đưa lên bờ ba người bị thương nặng được đưa tới bệnh viện tân châu giới hữu trách tại xã vĩnh sương cho biết rằng hiện nay hai du khách nước ngoài đã có sức khỏe ổn định sau khi được cấp cứu và chữa trị còn nam hướng dẫn viên bị thương nặng đã được chuyển tới bệnh viện đa khoa khu vực châu đốc Chiếc tàu chở du khách nói trên có ghi danh hoạt động vận tải hành khách hơn 10 năm qua. Khi xảy ra tai nạn, chiếc tàu này chạy đúng hành trình, thế nhưng chiếc phà có thể đã không làm chủ được tình huống nên phần mũi của chiếc phà đã đụng trực diện vào chiếc tàu du lịch nói trên. Chiếc phà này chở theo người cùng với xe cộ từ bến đò Thường Phước của tỉnh Đồng Tháp về Châu Đốc. Sáng hôm nay theo giờ địa phương, chính quyền của thành phố Phú Quốc đã phối hợp với đơn vị liên quan cưỡng chế thu hồi đến hơn 3.000 mét vuông đất của hai gia đình ở khu phố 7 phường An Thới để phát triển kinh tế xã hội. Chủ của diện tích đất bị cưỡng chế và thu hồi, nói trên gồm có một người phụ nữ viết tắt là VTBL với diện tích đất là khoảng 1.000 mét vuông và của một người nữa tên là LTTH, hai thửa đất với diện tích khoảng chừng 2.000 mét vuông. Hiện trạng đất của hai người phụ nữ này trồng cây tràm úc, tràm bông vàng và không có nhà ở. Chính quyền Phú Quốc cho biết là trước khi có việc thu hồi đất, địa phương đã nhiều lần tuyên truyền và vận động hai người phụ nữ giao đất để nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, chính quyền Phú Quốc đã phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành cưỡng chế 54 căn nhà của người dân xây lấn chiếm đất rừng, đất của dự án với tổng diện tích khoảng 67.000m2. Lực lượng hữu trách địa phương đã tháo rỡ, hỗ trợ di rời công trình nhà ở ra khỏi đất do nhà nước quản lý. Địa phương này cũng khuyến cáo tổ chức và cá nhân hãy tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư cũng như mua bán đất ở Phú Quốc. Theo báo Tuổi Trẻ Online, diện tích 3.000m2 đất mà Phú Quốc cưỡng chế và thu hồi nói trên đó là để giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu đô thị cao cấp mang tên là Đại Thành tại khu phố 7 của phường An Thới. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Năm nay, phi trường nội bài được xếp hạng thứ 96 và lọt vào top 100 phi trường tốt nhất trên thế giới Skychart là tổ chức quốc tế chuyên xếp hạng các phi trường trên thế giới, vừa công bố kết quả xếp hạng các phi trường tốt nhất trong năm 2024. Trong đó, phi trường nội bài lần thứ 6 có mặt trong top 100. Năm nay, phi trường nội bài được xếp hạng thứ 96. Vào hồi năm ngoái, thì phi trường nội bài xếp hạng thứ 127. Năm nay, tăng lên được 31 bậc. Còn phi trường Đà Nẵng xếp hạng thứ 94 tăng được 7 bậc so với năm trước đây. Đứng hàng thứ nhất trong bảng xếp hạng này đó là phi trường Doha Hamad của Qatar. Xếp hạng thứ nhì là phi trường Changi của Singapore, tiếp theo là phi trường Su Incheon của Nam Hàn. Bảng xếp hạng của Skytrax dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách từ hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ với các tiêu chuẩn về phẩm chất dịch vụ tại phi trường đón khách quốc tế cùng với sự thuận tiện, thoải mái, khả năng uh, giao thiệp bằng ngôn ngữ, rồi thái độ phục vụ của các nhân viên. Hồi năm ngoái thì phi trường nội bài đã nâng cao phẩm chất dịch vụ, có những điểm để sạc pin điện thoại, có wifi miễn phí, có khu vực vui chơi và chăm sóc trẻ em, cũng như bảo đảm các phương tiện cho những người khuyết tật, rồi gia tăng sự kết nối công nghệ thông tin để giải quyết bài toán hành khách tăng cao vượt quá sức chứa thiết kế của phi trường. Phi trường nội bài đã 5 lần lọt được vào top 100 phi trường tốt nhất trên thế giới vào những năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020. Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ nội thất quan trọng của Việt Nam. Trong quý 1, thị trường này đã gia tăng đáng kể, tạo ra triển vọng tích cực cho ngành gỗ của Việt Nam trong năm nay. Hoa Kỳ nhập hàng hơn nhập càng hơn một nửa sản lượng gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự hồi phục của ngành này. Theo thống kê từ hội trợ nội thất Hawa Expo, 36% khách tham gia hội trợ đến từ Hoa Kỳ. Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong quý đầu năm, xuất cảng gỗ và các sản phẩm của gỗ đã đạt được hơn 3.5 tỷ Mỹ Kim, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ chiếm đến gần 1.9 tỷ. Tuy nhiên, theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tức là DOC, tiêu thụ các nhóm hàng liên quan đến nội ngoại thất đã trứng lại trong tháng 3. Doanh số bán vật liệu xây dựng và thiết bị làm vườn tăng được 0.7%, trong khi đồ nội thất thì giảm 0.3%. Ngoài ra, Cơ quan Phòng vệ Thương mại thuộc về Bộ Công Thương của Việt Nam vừa thông báo về việc DOC của Hoa Kỳ đã gia hạn điều tra về việc lần tránh thuế phòng vệ thương mại đối với các loại tủ gỗ được nhập cảng từ Việt Nam. Bộ cũng cho biết là những quy định về nguồn gốc gỗ nguyên liệu ở tại Hoa Kỳ đang trở nên nghiêm ngặt hơn. DOC đang sửa đổi và bổ sung 22 nội dung có liên quan đến một số quy định trong việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam, giới hữu trách tại thành phố Sài Gòn vừa phá vỡ một đường dây lừa đảo mà nạn nhân là hàng ngàn người trên cả nước Việt Nam Đường dây này sử dụng số điện thoại ảo để gọi điện thoại cho khách hàng may mắn, thông báo là họ trúng thưởng xe gắn máy, điện thoại và buộc những người này phải đóng nhiều khoản lệ phí khác nhau. Giới hữu trách cho hay, đường dây này được phát hiện thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền gọi tắt là COD với quy mô lớn. Họ đã thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam mỗi tháng và đã có 56 nghi can bị bắt giữ. Lực lượng hữu trách đã phát hiện nhóm lừa đảo này chiếm đoạt số tài sản từ đầu năm 2024 và nhanh chóng chỉ thị điều tra. Sau thời gian theo dõi, thì vào ngày 16 tháng 4, có 3 nghi can chủ chốt bị bắt giữ, bao gồm Lê Đức Công, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Võ Bá Tuấn cùng với 3 nghi can khác giúp sức. Bên cạnh đó là 50 nghi can khác. Các nghi can này đã sắp xếp hoạt động ở các chung cư như là Rickstar số 2 và chung cư Kylan số 5. Vợ chồng Lê Đức Công thuê mướn các nghi can để làm việc tại các địa điểm khác nhau. Họ sử dụng hệ thống máy điện toán, điện thoại kết nối với các đầu số ảo và kịch bản họ gọi điện thoại cho các nạn nhân để kêu lên trúng thưởng. Các nhân viên sử dụng số tổng đài ảo để gọi điện thoại thông báo nạn nhân đã trúng thưởng một phần quà trị giá như là xe gắn máy, điện thoại, vân vân. Để nhận được quà thì các nạn nhân phải mua sản phẩm của nhóm này để điều mà họ gọi là nhận mã trúng thưởng hoặc là phải nộp tiền gọi là chi phí nhận quà. Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương thưa quý vị. Các nhà lãnh đạo của quận Cam đang xem xét một thỏa thuận có thể mở lại câu lạc bộ thoát y mang tên là Flash Dancers ở Orlando khi nơi này đã đóng cửa sau khi phát hiện ra có một vụ công vị thành niên Câu lạc bộ này nằm ở trên đường Orange Blossom, đã bị bỏ hơn một năm và đối mặt với những vụ án hình sự liên quan đến việc bắt giữ bốn người trước đó. Cơ quan thuế của quận Orange đã thu hồi giấy phép của câu lạc bộ, dẫn đến một vụ kiện về tu chính án thứ nhất. Một thỏa thuận dàn xếp đang được thảo luận có thể cho phép chủ sở hữu tài sản lấy lại giấy phép và mở lại câu lạc bộ dưới quản lý mới nếu như được chấp thuận vào thứ ba. Flash Dancers từng liên quan đến nhiều sự kiện lớn bao gồm cái chết của một chủ sở hữu quán thịt nướng là Market Lloyd kẻ giết cảnh sát từng bị kết án cũng làm việc ở tại đây câu lạc bộ cũng đã từng thuê Candy Riet người có họ hàng giả của Tyre Samson người đã bị sa thải sau một màn trình diễn tại buổi lễ tưởng niệm ngoài icon park một nhà thầu tự xưng đã dành cả năm để sửa chữa tài sản và cải thiện danh tiếng của đường Orange Blossom khẳng định rằng mọi nơi đều cần được yêu thương. Một ủy viên đã chỉ trích quận Orange vì đã tước quyền thuê tài sản của họ theo hiến pháp. Các luật sư từ chối bình luận, nhưng hy vọng là thỏa thuận sẽ được ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về pháp lý và cộng đồng liên quan đến câu lạc bộ. Hai phụ nữ ở thành phố Riverside là hai mẹ con vừa bị kết án tù vì đã bơm mông lậu làm chết người nhưng được tòa án ra lệnh thả ra vì được trừ thời gian bị giám sát bằng thiết bị điện tử. Theo City News Service, trước đó vào hồi tháng 3, bà Libby Adam, 53 tuổi, và cô con gái là Alicia Galas, 26 tuổi, bị kết tội ngộ sát trong vụ bơm mông làm thiệt mạng cô Carissa mươi 26 tuổi, vào năm 2019. Chánh án George Lamy của Tòa thương thẩm Los Angeles đã kết án bà Adam 4 năm 4 tháng tù tiểu bang, còn cô Gala 3 năm 8 tháng tù, đồng thời ra lệnh bắt giam hai người này. Nhưng chỉ sau vài giờ đồng hồ hai người kia bị còng tay, thì chánh án Lomi cho hay rằng ông đồng ý với lời bào chữa của luật sư biện hộ đó là hai phụ nữ này đã được trừ thời gian bị giám sát bằng thiết bị điện tử sau khi bị bắt tại nhà ở thành phố Riverside hồi tháng 8 năm 2021. Chánh án Lomely nói với các luật sư như sau, nếu cộng lại tất cả thì họ đã thụ án đủ thời gian và ông sẽ ra lệnh thả hai người này. Bà Adam còn bị kết ba tội hành nghề y không có giấy phép. Rinko Galas bị kết hai tội hành nghề y không giấy phép. Vào ngày 15 tháng 10 năm 2019, cô Rapo được mẹ con bà Adam bơm silicon vào mông tại nhà bạn của cô trong khu Sherman Oak ở Los Angeles. Gần như ngay lập tức, cô bị bất tỉnh. Mặc dù cô đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, thế nhưng các bác sĩ không cứu được cô vì chất silicon đã thấm vô máu, làm tắc nghẽn mạch máu, khiến cho cô bị thiệt mạng. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Tiền điện của Nam California có thể tăng do khoản phí mới 24 mỹ kim. Cư dân Nam California có thể phải đóng thêm khoản phí mới là 24 mỹ kim cho tiền điện mỗi tháng nếu giới chức địa phương không ngăn chặn được khoản phí này. Theo Orange County Patch, theo như kế hoạch thì khoản phí cố định này bắt đầu được tính từ tháng 5 năm nay. Theo báo Los Angeles Daily News, ngoại trừ cư dân Los Angeles, người phải đóng khoản phí này là khách hàng ba công ty được ủy ban điện nước California kiểm soát phải trả thêm lệ phí 24 mỹ kim mỗi tháng, cao hơn gấp đôi so với lệ phí trung bình của nước Mỹ. Tuy nhiên, các nhà lập pháp của tiểu bang ở miền Nam California đã phản đối và đang tìm cách ngăn chặn áp dụng khoản phí hàng tháng này. Để bù vào khoản phí này, ủy ban điện nước California đề nghị giảm từ 5 tới 7 cents cho 1 kWh giờ điện. Theo Đài cây lây. nhưng dân biểu Aqui Owen thì nói rằng không có đủ để bù giá điện tăng vọt. Theo bà, cử tri đã phải chịu đựng quá đủ và đã đến lúc phải tranh luận lại về cách tính tiền điện ở tiểu bang. Trong 10 năm qua, giá điện PG&E đã tăng 127%, còn Sun California Edison thì tăng 91%, còn giá điện của San Diego Gas và Electric đã tăng 72%. Theo Los Angeles Daily News, để chống tăng giá điện, thì bà Owen đưa ra dự luật AB 1999, hiện nay đang được ủy ban ở hạ viện tiểu bang xem xét. Nếu như dự luật này được thông qua thì Ủy ban Điện nước California sẽ không được phép thu khoản phí cố định là 24 Mỹ Kim cho mỗi tháng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự diễn bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một buổi tối bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.